đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị, như quý vị có thể dễ dàng nhận thấy, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thời gian gần đây đã thay đổi một diện mạo mới, tươi tắn hơn, trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Và cùng với sự thay đổi tích cực này thì chúng tôi cũng có những đầu bếp mới, chắc chắn sẽ thổi những luồng gió mới vào cho chương trình. Và ngày hôm nay, đầu bếp mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó chính là đầu bếp Quốc Khôi. Xin giới thiệu với quý vị. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, xin chào Minh Châu. Hình như ngày hôm nay là Minh Châu đón chào Quốc Khôi với là một cái món quà hồng hồng rất là dễ thương đúng không? Không phải. Cái này là đồ ăn trưa của Châu, mẹ Châu làm cho Châu đó. Tại vì mẹ Châu biết hôm nay gặp đầu bếp mới mà Châu đâu biết Khôi nấu ăn sao đâu. Chưa có ăn lần nào hết nên phải chuẩn bị trước. Lỡ không ăn được thì còn có cái mà ăn trưa. Trời ơi, Khôi ngày hôm nay Khôi cũng mới tới, Khôi cũng không có gì ăn trưa hết. Thôi mình chia nhau đi. Được, tặng cho Khôi đó. Ủa sao nói cái là cho liền vậy? Tại cho ăn 3 ngày ngán lắm rồi. Thịt bò xào ngồng cải ngon lắm đó. Thật ra mẹ Châu xào rất là ngon, nhưng mà tại vì mẹ Châu làm liên tục mấy ngày nên Châu hơi ngán thôi. Thôi Khôi ăn đi, Châu chia cho Khôi đó. Cảm ơn Minh Châu. Nhưng mà ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên mà Khôi ra mắt quý vị khán giả ở chương trình Mỗi Ngon Mỗi Ngày cũng như là Minh Châu. Hay là để Khôi trổ tài đi, mà trổ tài là bằng chính cái món thịt bò xào ngồng cải này luôn, mà bảo đảm là mùi vị sẽ thơm ngon mới lạ mà ăn hoài không bao giờ ngán. Cái sự tự tin này đã làm nên phong cách của đầu bếp Quốc Khôi chăng? Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ngày hôm nay đầu bếp Quốc Khôi sẽ ra mắt như thế nào với món thịt bò xào ngồng cải nhé. Nguyên liệu để làm món thịt bò xào ngồng cải của chúng ta ngày hôm nay có thịt bò 100g, ngồng cải 300g, và ngoài ra chúng ta còn có thêm một tí tỏi nè, và các gia vị nêm nếm thông thường, đặc biệt là hạt nêm Ajinomoto và sốt mayonnaise Ajinomoto. Rồi bây giờ cho thịt bò vào trong tô trước. Chúng ta sẽ sử dụng nè, nửa muỗng canh tỏi bầm nè, rồi xong rồi nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, một tí xíu tiêu để tăng thêm cái vị thơm nồng, cuối cùng là thêm một ít dầu ăn. Rồi bây giờ là cái phần thịt bò của chúng ta đã ướp xong rồi, để một tí xíu cho nó ngấm nha. Bây giờ là chúng ta sẽ quay qua chế biến phần ngồng cải. Ngồng cải là chúng ta đã rửa sạch rồi ha. Trước tiên là trần sơ cái ngồng cải này qua trước nước sôi, và trong khi đó là chúng ta cũng sẽ cho thêm một tí xíu muối nè. Rồi bây giờ là bắt đầu nó đã lăn tăn sủi tăm rồi thì mình đưa vô. Trong lúc mà trần sơ qua thì bây giờ Khôi sẽ tiết lộ cái bí quyết mà chọn ra được cái ngồng cải ngon đây. Đó là chúng ta phải chọn một cái cọng ngồng cải nó thật là mập nè, nhìn nó còn non và đặc biệt là nó còn có hoa, thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ ngon hơn và nhìn nó cũng bắt mắt hơn nữa. Khoảng 30 giây chúng ta sẽ bắt đầu vớt ra nha. Sau khi mà mình trần sơ qua thì ngồng cải vẫn giữ được cái màu xanh đẹp quá ha. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ lựa cọng ngồng cải mập nè, tươi non nè và có một chút hoa nữa. Như vậy thì sẽ rất bắt mắt, ăn sẽ rất là ngon miệng. Chúng ta sẽ cắt nhỏ hơn tí, hồi gấp lên ăn á, thì nó cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ bắt tay vào nấu thôi. Lấy chảo cho một tí xíu vào ăn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho tỏi vô nè, khoảng nửa muỗng canh đó, để phi thơm. Đó, bắt đầu dậy mùi rồi đó. Khi mà cho thịt bò vào xào á, là các bạn lưu ý nha, là cái chảo của chúng ta nó phải thật là nóng nè. Đó, thì thịt bò của chúng ta xào á, nó sẽ không có bị quá dai, đảo đều. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Rồi. Chúng ta sẽ vớt ra nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xào ngồng cải nè, cho thêm một tí xíu dầu nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho tiếp phần ngồng cải vô. Cho phần cọng vào trước rồi phần lá vào sau. Đúng rồi. Bây giờ sẽ thêm khoảng nửa muỗng hạt nêm Ajinomoto tiếp, đảo đều lên. Đó, và đặc biệt là để cho phần cải của chúng ta nó không có bị chín quá đúng không? Thì bây giờ ngay lập tức là cho thịt bò vô xào lại. Nhưng mà hình như là nó chưa có khác gì với lại cái món của mẹ Châu làm đúng không? Chính xác, tới giờ thì vẫn y chang à, đâu có gì khác. Các bạn thân mến, bí quyết rồi bây giờ nằm ở đây đây, chính là sốt mayonnaise Ajinomoto. Cho vào 2 muỗng canh. Chúng ta phải nhanh tay đảo đều lên nè. Để cho mayonnaise áo đều xung quanh cái thực phẩm mà không có bị chảy ra hết đúng không? Đúng rồi, và mayonnaise sẽ làm cho cái món thịt bò xào ngọc cải này của chúng ta thêm phần đậm đà nè. Và cái độ bóng bẩy quá hấp dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ thì chúng ta vớt ra thôi. Một tí xíu thịt bò. Chúng ta sẽ trang trí cọng ngò rí nè.
thêm một tí xíu những cái cọng ớt. Bây giờ nhìn là đã hấp dẫn rồi, nhưng còn cái vị ngon như thế nào mời Minh Châu nếm thử nha. Xíu miếng ngồng cải với lại một miếng thịt bò. Cảm ơn Khôi. Ây chà, thấy im lặng quá và mắt đang nhắm nghiêng lại. Quý vị ơi, bây giờ Minh Châu phân vân quá à, bởi vì đây là lần đầu tiên Quốc Khôi đến với chương trình. Nếu như mà Châu không có khen á, thì Quốc Khôi lại bảo là ăn hiếp người mới. Nhưng mà nếu mà Châu khen á, thì biết đâu Quốc Khôi lại trở nên tự tin quá, rồi sau này lại giấu hết những cái bí kíp không chia sẻ với quý vị khán giả. Thôi dùng cái khen đi. Năn nỉ nha. Năn nỉ đó. Chắc là Quốc Khôi không cần phải năn nỉ đâu, bởi vì món ăn này rất ngon quý vị ạ. À. Và dĩ nhiên là ngồng cải nè, rất là giòn, giữ được màu xanh nè. Còn thịt bò thì mềm, thơm và ngọt nữa. Quả là đầu bếp trẻ cũng có những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ năng riêng, rất là thích hợp với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày Diện Mạo Mới, phải không ạ? À? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng sẽ rất vui nếu mà quý vị khán giả gửi những cái kinh nghiệm của mình nè, hoặc là những vấn đề của mình về cho chương trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết. Thế thì còn vui hơn, có đúng không ạ? À? Vậy thì quý vị còn chờ gì nữa, hãy viết thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình thật sự đã hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.